Những hành trình của U23 Việt Nam suốt từ giai đoạn tháng 3 đến giờ đã chính thức khép lại. V-League chuẩn bị quay trở lại và giờ là lúc các cầu thủ sẽ trở về đội bóng chủ quản để thi đấu. Những thất bại của U23 Việt Nam ở Doha Cup, ở SEA Games 32 vừa qua sẽ dần lui vào dĩ vãng vì nếu muốn tiến lên phía trước, bóng đá Việt Nam cần nhìn về những kế hoạch sắp tới. Trong đó có sự trở lại của đội tuyển quốc gia và đó cũng là bài thuốc thử về mặt năng lực của huấn luyện viên Trussier. Bạn sẽ không còn quá xa lạ gì với những chỉ trích hướng về phía vị huấn luyện viên người Pháp sau thất bại tại SEA Games. Ở đó, dù lý do cho thất bại có là gì đi chăng nữa, Phù Thủy Trắng vẫn phải là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Đâu đó có những sự hoài nghi dành cho chính huấn luyện viên này về mặt thực lực. Cách ông chọn để tiếp cận trận đấu, cách ông đưa ra những chiến thuật và bố trí nhân sự có thể không phù hợp với các cầu thủ Việt Nam chăng? Chẳng biết được, vì điều đó cần được kiểm chứng trong tương lai và nó cũng cần được kiểm chứng với liều thuốc thử mạnh nhất mang tên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì đội tuyển quốc gia mới là sự tập hợp của những con người tinh tú nhất, những cầu thủ có phong độ tốt nhất và những ngôi sao có khả năng tạo đột biến nhất. Nhìn vào hành trình đã qua của U23 Việt Nam, chúng ta đều nhận thấy tập thể này đang còn thiếu điều gì. Đó là những thủ lĩnh nơi tuyến giữa, là hàng phòng thủ cần phải chắc chắn hay tập trung hơn. Thật may là cấp độ đội tuyển quốc gia chúng ta sở hữu đầy đủ những con người cho những tiêu chuẩn này. Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, những thủ lĩnh đích thực ở từng tuyến. Quang Hải, Tiến Linh, những người có khả năng tạo ra đột biến và chịu trách nhiệm về mặt đầu ra bàn thắng. Tất cả những điều đó bạn sẽ được kiểm chứng vào tháng 6 tới đây với trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Trussier với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa nhận lời mời từ phía Hồng Kông, Trung Quốc về trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển diễn ra vào dịp FIFA Days. VFF hiện cũng đang bắt tay vào làm việc với thành phố Hải Phòng với kế hoạch chọn sân Lạch Tray làm địa điểm tổ chức. Với sức hút của đội tuyển Việt Nam, sân Lạch Tray chắc chắn sẽ không còn một chỗ trống trong ngày huấn luyện viên Philippe Trussier chính thức ra mắt đội tuyển. Nếu được cho phép, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau SEA Games 22, sân Lạch Tray mới đăng cai tổ chức một trận đấu quốc tế của một đội tuyển bóng đá quốc gia. Trước đó, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng ông Trần Văn Hoàn, hiện là ủy viên ban chấp hành VFF khóa 9, từng xin đăng cai tổ chức một số trận đấu của các đội tuyển nam quốc gia ở sân Lạch Tray nhưng không thành công. Hồi tháng 3, VFF cũng được phía Liên đoàn bóng đá Hồng Kông mời tổ chức cho hai đội tuyển đấu giao hữu dịp FIFA Day nhưng từ chối. Hồng Kông sau đó đá hai trận với Singapore và Malaysia, lần lượt giành kết quả hòa 1-1 và thua 0-2. Đội tuyển Việt Nam không có giao hữu trận quốc tế nào trong dịp này. Đội tuyển Hồng Kông hiện tại được dẫn dắt bởi huấn luyện viên John Anderson, thầy cũ của tiền đạo đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Công Phượng ở câu lạc bộ Incheon United năm 2019. Đối thủ của chúng ta hiện đang xếp hạng 147 thế giới. Trong 5 lần chạm trán từ năm 2012, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang chiếm ưu thế về thành tích đối đầu khi sở hữu 4 chiến thắng và chỉ một lần duy nhất để thua. Tháng 6 năm 2012 trong trận đấu giao hữu, đội tuyển Việt Nam đã thắng Hồng Kông 2-1 trên chính sân nhà của họ. Ở trận đấu kể trên, Văn Quyết và Trọng Hoàng là hai cầu thủ đã ghi bàn cho đội tuyển của chúng ta. Gần một năm sau, vào tháng 3 năm 2013, Việt Nam và Hồng Kông gặp lại nhau trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2015 trên sân của nước bạn. Mặc dù thi đấu khá tốt, tuy nhiên, với việc không thể tận dụng thành công các cơ hội tạo ra, đội tuyển Việt Nam đã phải trả giá ở phút 87 khi Chan Wan Ho bật cao đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ thành Biểu Ngọc, mang về chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Hồng Kông. Trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam khi đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã nhập cuộc tự tin và liên tiếp gây sức ép bên phần sân đội bạn ở thời gian đầu trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ Hồng Kông sau đó đã phát huy hiệu quả của lối chơi áp sát và thường tỏ ra trội hơn ở khả năng tranh chấp bóng tay đôi. Mặc dù vậy, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn không ít lần xuyên phá thành công hàng phòng ngự của đội bạn, tiếc rằng các pha dứt điểm lại không đủ sự chính xác và độ hiểm hóc cần thiết để có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trận lượt về diễn ra sau đó một năm chỉ mang tính chất thủ tục với Việt Nam do đội tuyển của chúng ta đã để thua 5 trận trước đó. Và với tinh thần chơi hết mình, những chiến binh sao vàng đã giành được thắng lợi 3-1. Sau đó đúng 6 tháng ở trận đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam khi đó được dẫn dắt huấn luyện viên Toshiyamura đã có được chiến thắng khá dễ dàng cũng với tỷ số 3-1. Còn ở lần gần nhất chạm trán tại AIA Bank Cup 2016, giải đấu giao hữu quốc tế mà đội tuyển của chúng ta sau đó đã lên ngôi vô địch, những chiến binh sao vàng cũng đã có được thắng lợi trước đội tuyển Hồng Kông ở trận đấu bán kết. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội đã cầm hòa nhau với tỷ số hòa 2-2. Đáng chú ý, cựu tiền đạo Lê Công Vinh là người đã ghi cả hai bàn thắng cho đội tuyển của chúng ta. Với kết quả hòa, trận đấu buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Và ở loạt sút luân lưu cân não này, với cú sút thành công ở loạt đá cuối cùng của Văn Quyết, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 và giành quyền vào chơi trận chung kết.
Trận gặp Hồng Kông tới đây cũng chính là trận quốc tế đầu tiên trong năm nay của tuyển Việt Nam kể từ sau chung kết AFF Cup 2022. Với ưu thế về cả vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cũng như dựa trên thành tích đối đầu, đây được nhận định là đối thủ phù hợp để huấn luyện viên Philippe Troussier đưa ra những sự thử nghiệm về lối chơi cũng như nhân sự. Và trận đấu này cũng được coi là bước chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam hướng tới vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023, giải đấu diễn ra vào đầu năm tới. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng nó lại mang ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam, và với cá nhân huấn luyện viên Troussier sẽ có rất nhiều sự khác biệt được tạo ra đến từ những điều cơ bản nhất như bản danh sách triệu tập của vị chiến lược gia người Pháp. Chúng ta vẫn còn nhớ đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3 vừa qua, huấn luyện viên Troussier chỉ cho gọi những gương mặt vốn đã quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Trong số này, chỉ có một vài người không thường xuyên xuất hiện dưới thời ông Park Hang-seo, có thể kể đến là trường hợp của Hải Huy, phần nào đó là Trung Ngọc Quang và Văn Quyết. Tuy nhiên, bản danh sách trong đợt tập trung tháng 6 tới hứa hẹn sẽ có rất nhiều sự thay đổi. Thứ nhất, V-League đã trở lại và thi đấu 4 vòng trước khi tạm nghỉ để nhường chỗ cho FIFA Day. Trong 4 vòng đấu đó, chúng ta sẽ được thấy huấn luyện viên Troussier dự khán và xuất hiện rất nhiều trên những khán đài. Ông sẽ đi tìm những gương mặt tốt nhất, có phong độ cao nhất để triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cơ hội có thể được trao cho cả những gương mặt thuộc U23 Việt Nam, những người như Văn Tùng, Phan Tuấn Tài hay Khuất Văn Khang. Chỉ cần các em được ra sân thi đấu, được trao cơ hội chứng tỏ cũng là điều đáng được chờ đợi. Ở chiều ngược lại sẽ có một vài nhân tố không còn được hy vọng ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới. Người đang trong vùng nguy hiểm nhất là tiền đạo Văn Quyết. Thủ quân của câu lạc bộ Hà Nội dính án treo giò 8 trận và sẽ phải ngồi ngoài đến ít nhất là đầu tháng 7. Việc Văn Quyết không được thi đấu thường xuyên có thể khiến anh bị tụt phong độ và không duy trì được cảm giác bóng tốt nhất. Vẫn biết cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội sở hữu đẳng cấp hàng đầu V-League, nhưng việc gọi anh lên tuyển trong tình trạng như vậy sẽ là một quyết định mạo hiểm. Điều tương tự có thể xảy đến với một cầu thủ đang chơi bóng nước ngoài như trường hợp của Công Phượng. Chúng ta đều biết kể từ khi chuyển đến thi đấu tại Nhật Bản, Công Phượng gần như mất hút trong màu áo câu lạc bộ Yokohama FC. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến phong độ, cảm giác bóng mà còn ảnh hưởng đến cả vị thế của anh ở đội tuyển quốc gia. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Công Phượng luôn được trọng dụng dù phong độ của anh có ra sao, nhưng mọi thứ có thể sẽ khác đi khi huấn luyện viên Troussier lên nắm quyền. Chính tiền đạo gốc Đô Lương đang tỏ ra lo lắng cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới. Trả lời phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản, Phượng thẳng thắn thừa nhận để được gọi lên đội tuyển Việt Nam anh cần được thi đấu nhiều hơn. Tôi vẫn chưa nhận được chỉ đạo từ huấn luyện viên Troussier. Tôi từng gặp ông ấy thoáng qua một lần khi ông ấy còn dẫn dắt U19 Việt Nam. Tôi thực sự không dám chắc liệu ông ấy có biết đến tôi hay không. Tôi cũng nghĩ mọi người Nhật Bản hiểu rõ tính cách của huấn luyện viên Troussier hơn tôi. Điều tương tự là trường hợp của Văn Toàn, dù cho anh có số phút ra sân vượt trội hơn hẳn trong màu áo của Seoul Eland. Trả lời phỏng vấn với Best Eleven, một trang tin thể thao ở Hàn Quốc, Toàn thừa nhận: tôi chưa gặp và chưa biết rõ về bóng đá của Troussier, nhưng bóng đá luôn thay đổi, cầu thủ cần phải thích nghi với lối chơi của huấn luyện viên mới và thi đấu thật tốt. Đó là những dự đoán về mặt nhân sự. Tất nhiên từ nay đến tháng 6, vẫn còn rất nhiều điều xảy ra để huấn luyện viên Troussier đắn đo về bản danh sách cuối cùng. Tuy nhiên, nó đem đến những điều đáng để chờ đợi và những cơ hội để huấn luyện viên Troussier có thể chứng tỏ. Còn trước mắt hãy tận hưởng V-League, vì những biến số sẽ xuất hiện và biến mọi cuộc đua trở nên khó lường hơn bao giờ hết.